Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cặp Loa ARRAY sử dụng là bát 40 ép kèn 750. Vỏ thùng này thì ngày trước em có cung cấp nhé, đâu đó nó khoảng tầm 4.8 triệu một đôi. Ngày trước các bác kêu đắt, bây giờ em nói thật các bác là muốn mua không có. Đấy, nói thật là các bác là ngày trước là bán ra nó có 4.8 triệu thôi, các bác kêu là đắt thế này thế kia, bây giờ mua không có được cái giá ấy cơ. Đấy, bao nhiêu anh em đặt giờ không có cái mẫu này đâu mà cũng bán cả. Đấy, hôm nay thì tiếp tục lại về cái đôi này của anh khách anh làm tổ chức sự kiện đám cưới. Hôm trước em nghe thử thì thấy nó bị ngược pha, mình bảo là thôi hôm nào anh rảnh anh bê sang em làm lại cho nó ngon luôn, chứ không bây giờ đi đánh đá một loa ngược qua này khó chịu lắm. Thế là bắt đầu hôm qua mới trở sang chiều tối ngày hôm qua, thì sáng nay bắt đầu em mới bỏ ra để làm lại cho ngon luôn. Bên em thì vẫn hỗ trợ anh em đám cưới nhá, nâng cấp update những cái sản phẩm thiết bị âm thanh làm đám cưới và sự kiện rất nhiều nhá. Em không quay nhiều thôi, nói thật không quay thôi, nhưng còn quay lên thì các bác lại bảo lại khoe đồ thế này thế kia thì khó nói lắm. Đấy, đây là ARRAY sử dụng là bát 40 bát neo nhưng mà không đồng bộ. Hôm nay anh mang sang, ông Quang mang sang thì hôm nay làm lại cho anh khách này là lấy bát nó đồng bộ với nhau. Cái bát neo này xịn, cái bát neo dưới này rẻ tiền, nghe tiếng đã khác hoàn toàn rồi, còn chưa kể là tép còn phân tần nữa, nó cũng lệch lạc rất là nhiều. Cái này em chuyên làm thì phải làm sao cho nó đồng đều nhất là được. Đó, cùng đây các bác xem nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ nạp cho cái máy hơi kia nó đầy hơi đi, xong bắt đầu là tháo ra vệ sinh xịt cho nó bay hết bụi bẩn đi, làm lại từ đầu đến đuôi nó ngon lành để anh em đi làm đám làm sự kiện cho nó tuyệt vời luôn, không phải nghĩ nữa. Nhưng mà mỗi lần đi làm đám thì tiếp khách người ta không ý kiến đâu, người ta thấy to là được mà. Đấy, nhưng mà anh em thợ nhà đấy mỗi tuần người nào rảnh bê sáng em nhưng thì khó chịu lắm. Thì em vẫn hỗ trợ nhiệt tình nha. Hiện tại là các bác xem đây thì ở nhà em chẳng còn gì, có cục này về từ mấy hôm nay chưa quay review được. Đấy, cục súp này 50 từ 250, súp 50 từ 250, côn 1250. Đấy, côn 125 bận chưa quay review được. Đấy, này các bác nào còn lấy những cái gì thì liên hệ nhé, em tranh thủ đóng hàng gửi đi cho các bác thôi, chứ còn thời gian không có nhiều. Hiện tại đồ có từng này thôi, thì em sẽ tháo mặt lưới của cái loa này ra, vệ sinh bụi bẩn, sau đó là kiểm tra xem con nào nó không đồng đều thì một là hỗ trợ trao đổi nhé, hỗ trợ thôi, thân quen thì em hỗ trợ trao đổi, nhưng còn các bác mà ở đâu đến thì em không biết đâu. Các bác ở đâu mang đồ đến thì em set up thì em vẫn set up bình thường thôi, còn bảo là trao đổi thì em không hỗ trợ được nhiều đâu, em hỗ trợ được tí tí thôi, gọi là có trao đổi thôi, nhưng mà các bác phải thêm chi phí mà, đúng không ạ? Đấy, ok, thì đây là cái phần mặt sau nhé, mặt sau của loa ARRAY này. Đấy, may quá Hưng Yên một ngày nắng gió. Đấy, mang đi làm từ năm lấy từ 2019 mà nếu bây giờ nó xước như này, lấy từ cuối năm 2019 đầu 2020, tầm tháng 7 tháng 8 năm 2019 đến bây giờ là vào hơn năm rồi, một năm rưỡi rồi. Mà thùng như này là cũng giữ đồ phết đấy. Các bác biết tại sao không? Tại vì dịch, lấy xong phát là tung dịch ra phát là thôi mõm, chết đói luôn. Chán hết cả người. Ok, thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Thì sẽ tháo ra vệ sinh, kiểm tra và làm này cái hẳn hoi cái loa này. Cái phần chi tiết em không quay đâu, quay thì thành ra bóc cốt quá. Đấy, phần chi tiết em không quay đâu, em chỉ giới thiệu qua thôi. Sau đó làm ngon lên thì sẽ thử cho các bác xem, còn là tí nữa sẽ cố gắng đo từng cái loa một xem đáp tuyến của nó nào, các bác cùng xem nhé. Đây nhá, sau khi em đã tháo ra này các bác nhìn này, cái loại bát xịn, cái màng của nó màu xanh ngọc này, thấy chưa? Đấy, xong là gân của nó là cái kiểu Việt hơi sần sần này. Còn đây là cái bát lại rẻ tiền này. Đấy, xào viền của nó bình thường thôi, giống bao nhiêu cái bát khác. Gân hay gân, màng của nó màu đen, cũng chống nước. Và đây là cái phần cổ loa này. Cổ tép này là em cho mượn nhé, tép zin như này. tép này cho mượn, được chưa, tép này đồ cho mượn. Đấy. Còn cái bát cũ nó này, bát đợt năm lên thì chơi cái bát này, dây là phải bắt neo, đã dây là bắt neo, tép thường. Phân tần thì ối rồi, ôi F2A 25 mã thế mới kinh như này, không biết là băng nào mà gọi đây. Còn đây là cái bát bên này, tí sẽ gọi lại sau vậy, màng màu xanh ngọc, được chưa. Đấy, màng màu xanh ngọc. Phân tần thì không có gì cầu kỳ lắm, phân tần bãi luôn. Còn tem thì dùng tem này. Đấy. Thế nên là tiếng nó nạch nạc, mà lại còn như này nữa chứ. Đây, họng kèn này, cái thì trái, cái thì phải này. Đấy, bên này nữa, cái thì phải, cái bên trái này. Đấy, thấy chưa. Không hiểu kiểu gì. Tem này thì đồ của nhà, tháo ra đem cho mượn nhá. Anh em mà hỏng loa mà gần đây mà quen biết này em cho mượn, nhiệt tình lắm. Thiếu xúc ép thì có xúc ép, thiếu đẩy đánh xúc có đẩy đánh xúc, thiếu đẩy đánh dây có đẩy đánh dây. Gần như là thiếu gì còn đấy, có mỗi thiếu mic em chịu rồi, tầm này không đào đâu ra mic nữa. Mấy cái bộ mic kia làm gì còn đâu, không còn bộ mic nào. Đấy. Thùng đây. Nên là như này là phải làm lại hết. Tép nó bây giờ phải cho đồng bộ tép hết này. Cái thứ hai nữa là cái bát này, một đôi xịn, một đôi đẻo. Mà đây là vấn đề chung nhé, không phải là có mỗi anh khách này anh đang gặp phải cái vấn đề này, mà là vấn đề chung. Đó là các bác đi trên thị trường làm array đám cưới mà không biết cái loa như thế nào mới gọi là chuẩn. Đấy, cứ thấy quả cửa hàng này quảng cáo, cửa hàng kia quảng cáo thế nào mua, giống như nhiều bác quen, khách quen vậy, cứ thấy em quảng cáo cái gì hay là cũng mua về. Em biết đâu được các bác nắp vào dây, các bác nắp vào dây, các bác bảo, em ơi anh mua đôi bát này về anh nắp vào dây, mà trước anh mua đôi bát như thế này của em thì nắp vào nó có hợp với nhau không. Ui thôi anh cứ chơi cái hàng rẻ nó đồng bộ hết. Một là đắt hết từ đầu đuôi, hai là rẻ hết. Loa dày mà cái thì đắt, cái thì rẻ, nghe tiếng khó chịu lắm. Đấy, đây như này là khó chịu lắm này. Ngược pha này, cái bát này thì pha là không độ, còn cái này thì là 75 độ này. Đấy, chơi kiểu ý kinh như này. Đấy, ngược pha đấy, tức là độ trễ của âm thanh. Mỗi dòng là một hay, mỗi dòng là một kiểu. Đây, còn bát này ba xịn bao năm rồi mà nó vẫn đẹp nong nanh này các bác này, thấy chưa. Ngày trước cái này em bán là 4 triệu mấy đấy, bây giờ con này nhá, anh chủ mà anh bảo là thôi nọc xem đổi hộ từ cái em lấy lại ngay, em mua cái loại bát giống như này về em lắp vào ngay, chứ em không tiếc đâu. Đấy, làm nó đồng bộ luôn. Đấy, cái bát này bây giờ lấy lại ngay, bán phát lấy ngay, em lấy thùng về em lắp lên em chơi. Bởi vì bát là bác sĩ bây giờ mua không có, mua không được cái giá tốt như ngày xưa đâu. Đấy. Như các bác này ngày trước em bán là 2.850.000 này, bây giờ nhá không có 3.300.000, các bác cứ đến chửi vào mặt em cho em. Mà nếu mà bác nào mà có mới mà bán đổ buôn cho em tầm 2.900.000 thôi em mua bằng hết, được chưa. Bán 2.900.000 thôi em mua bằng hết, bao nhiêu đồ mua hết. Nhưng mà đúng như này, không cần cái cốc này, cốc đen này, cốc trắng, cứ đúng như này được. 2.900.000 mua bao nhiêu cũng hết, em nói thật như. Còn cái loại này nhá thì bây giờ vẫn hơn 4 triệu thôi, hơn 4 triệu. Nếu mà các bác nào mà có đôi như này, em sẵn sàng, nếu mà cũ nhá, sẵn sàng em lấy lại với giá là 3.200.000, bao nhiêu đấy, được chưa. Đấy, nhưng phải đúng như quảng cáo, màng màu xanh ngọc, được chưa. Đấy, đồ này nó có giá lắm, tiếng hay lắm, hàng tiêu chuẩn 11 mà, hàng Trung Quốc cao cấp thôi chứ không phải hàng từ Ý. Còn tem này thì phải đồng bộ hết. Chiều nay là kiểm tra tép xem là con nào chết hay là con nào không kêu nữa mang cho thợ nào. Thì tiện đây em cũng tháo luôn cái côn tép ra cho các bác xem nhá. Ồ, này ốc to này nhá. Sáng nói hơi nhiều đấy, từ sáng giờ nói hơi bị nhiều bài diễn văn rồi nên là nó mất giọng, các bác thông cảm. Đây, các bác xem luôn nhé, xong là cứ chê đi. Đấy, một bên là tép cốc nhôm, một bên là tép cốc nhựa. Đấy, xong là nhiều các bác nào mà chê cứ chê nhiệt tình đi, chưa chắc các bác đã bằng em được mà đã chê. Đây, côn titan, được chưa? Con này thì côn cũng titan nốt, được chưa? Cái ốp này không quay nhé, cái này bằng nhựa, còn cái kia bằng nhôm. Côn đây, đấy, côn dây đồng, côn dây đồng, côn rất đẹp này mà tịt không kêu, thế kinh như này. Đây, con này côn dây đồng nốt, không có gì hơn nhau cả, thép từ như nhau, khác mỗi cái ốp kia rồi, khác nhau cái ốp thôi. Đấy, bây giờ em mở ra em nhận xét tổng quan là con này khác nhau cái gì đâu, khác nhau mỗi cái ốp thôi. Đấy, cái thép từ các cái thì làm gần giống nhau hết. Thép từ đây, à đây nó còn một cái miếng gioăng này, bên này mất rồi. À đây, nó có dính đây, dính đây, có dính đây, có dính luôn là côn đây. Đấy, củ tép này ngày trước em bán thì chỉ có 1,2 triệu thôi, nhà hàng Việt Nam, còn bây giờ không có đâu. Còn củ tép này thì ngày trước em bán là 1,650 triệu, thì bây giờ lên 1,7 triệu rồi, nên có 50.000 thôi, không nên nhiều đâu. Các bác cứ chê đi, cuối cùng vẫn cứ mua bình thường. Đấy, đó các bác nhá. Còn cái bát thì bây giờ em sẽ ăn để ra đây, lật ngược cái bát lại cho các bác xem. Đây là bát 40 màng màu xanh ngọc, hàng cao cấp. Hàng này em mua lại luôn, chịu chơi ngay, sợ mua cho các bác biết là cái đồ của nó giá trị. Em lắp cho các bác, sau này em không mua lại thì các bác bảo ôi cái đồ không ra gì, những cái đồ nó phải hẳn hoi em mới lấy. Còn đây là cái loại là rẻ tiền này, màng nó màu đen này, thấy chưa? Đấy, nón niếc của nó làm như này, gân 2 gân, vải có tẩm dầu, gần khô hết dầu rồi. Đấy, con này đây, màng nó màu xanh ngọc, nắp của nó to hơn, gân 2 gân, có tẩm dầu, vẫn còn dính rất nhiều. Đấy, cứ chê đi nhỉ. Em không hiểu là các bác bây giờ định làm cái trò gì nữa, nên em khuyên thật nha, bộ dây nào các bác nhá, nghe chưa được hay mà các bác tự nắp đến bây giờ đồng bộ hết như nào, bát bỏ hết ra kiểm tra xem là nẻ 1-2 đôi nào, cái đôi cũ bán hết đi, xong là đồng bộ hết. Nếu mà mua bát rẻ thì mua đúng cái loại bát như thế thì về nắp vào, còn không nghe ông nào quảng cáo hơn cả, đúng như thế, y hệt như thế, nắp vào, được chưa? Cửa hàng này không có thì mua cửa hàng khác. Đấy, còn nếu mà đã gọi là chịu chơi thì em khuyên thật nên dùng hàng bãi cao cấp như bên em có bán. Sắp tới thì về nhiều dây khủng lắm nhưng mà giá đắt lắm. Còn thật ra những cái loại dây 40 này ngày trước là không kiếm được nguồn hàng bãi thì em mới bán thôi, chứ còn nếu mà kiếm được nguồn hàng bãi nhá, em chỉ bán loại dây 25, dây 30 thôi là hoành tráng lắm rồi. Đây, cái loại này là đôi bát này là tháo ra mua lại của anh khách này nhá, ok chưa? Còn tép là cho mượn, tép sửa xong rồi thì đòi, được chưa? Đấy, còn bát bây giờ kiếm một đôi bát nó giống như này nữa là được, giống nữa là được, còn không giống thì thôi. Không giống thì thôi. Con này là bát màng có phủ cái màng chống nước, con này thì cũng phủ cái màng chống nước, nên là các bạn dùng yên tâm, dùng yên tâm đi. Đấy, bụi bẩn như nào em không biết, bán rồi bây giờ mua lại bình thường, không chê được, sợ chưa? Đấy, thế mới kinh như này. Và cái chất lượng tiếng của con này không chê được cái gì, tiếng nên nó trong sạch, sắc nét, chi tiết lắm. Các bác cứ chê đi. Đấy, cứ chê đi, em mua lại bình thường cho. Đúng không? Cứ chê đi rồi em mua lại cho. Đấy, bán rồi nhá, bán từ 2019 đến bây giờ là 2022 rồi, em mua lại bình thường, lấy lại bằng cái giá ngày trước em nhập thì nó cũng chỉ có đạch nhau mấy trăm nghìn thôi cái gì, đúng không? Ngày trước thì bây giờ giá bọn em trước nhập cái loại này là bằng giá bây giờ em lấy lại, bây giờ lấy lại 3,2 triệu, bằng giá luôn, lấy lại bằng giá luôn, ok chưa? Đẳng cấp chưa? Sợ chưa? Úi rồi ôi chả run sần sật lên đi chứ, làm gì có thằng nào mà to gan thế. Còn cái loại này thì bây giờ nếu mà lấy lại em chỉ lấy 2,8 triệu thôi, lấy lại bằng giá thôi. Còn đây là cổ tép này. Đấy, thôi quay thế thôi nhá, thì bây giờ không linh tinh thuyên nữa thì em phải kiểm tra loa xem con nào mà không hợp cái thì thay, còn nếu mà cố gắng đào pha được thì là tốt nhất. Đấy, cố gắng đào pha được thì là tốt nhất, còn không thì thay bát thôi, không còn cách nào cả, ok không ạ? Xin kính chào các bác nhé, hẹn các bác trong clip lần sau. Lần sau thì làm xong xuôi rồi sẽ test cho các bác. Còn bây giờ thì có khi là không có thời gian mà đo đắp tuyến đâu, nói là đo anh không có thời gian đâu, đồ để bên kia, loa để bên này. Bây giờ tháo ra vệ sinh đã. Xin kính chào toàn thể các bác nhé.